Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ khóa cửa RFID mở cửa bằng thẻ từ. Ngay sau đây mình sẽ giới thiệu đôi nét về sản phẩm, các bạn cùng theo dõi nhé. Bộ sản phẩm khóa cửa RFID với phương thức mở cửa bằng thẻ từ, thẻ mã hóa mang lại độ bảo mật và tin cậy cao dành cho người dùng. Lắp đặt đơn giản, hiệu quả mà chi phí bỏ ra thì lại quá rẻ. Thông số điện áp hoạt động 12V DC. Chức năng mở khóa có các phiên bản mở khóa. Mở khóa bằng thẻ từ chống nước dạng thẻ ATM hoặc thẻ móc khóa. Mở khóa bằng nút nhấn exit gắn mở rộng hoặc nút nhấn chân mạch. Mở khóa bằng tay cần remote RF đã được mã hóa và bảo mật. Mở cửa bằng Wi-Fi. Thiết bị có thể tham khảo thêm chính nguồn dự phòng UPS tự động chuyển nguồn khi mất điện, chuyển sang dùng pin và ngược lại là có điện thì ngắt pin và sạc dùng nguồn ngoài. Hướng dẫn sử dụng: cắm nguồn 12V cho mạch, còi kêu tít thì cái mạch đã sẵn sàng nhận thẻ. Cách 1. Học thẻ thành viên. Trường hợp mạch điều khiển đã được học lệnh thẻ master chủ, chúng ta chỉ cần cấp nguồn cho mạch và lúc đó quẹt thẻ trắng vuông một lần, đợi đèn nháy còi kêu thì đưa thẻ thành viên muốn học vào sau đó. Có tiếng kêu bít dài thì đã học thẻ thành công, muốn học tiếp nhiều thẻ nữa thì có thể quẹt lần lượt như trên. Số thẻ đang giới hạn dưới 200 thẻ, chúng ta đưa thẻ master chủ vào để kết thúc quá trình học lệnh thẻ. Cách 2. Khôi phục cài đặt gốc của nhà cung cấp và học lệnh thẻ master. Nhấn nút XT trên mạch, sau đó dùng một ngón tay khác nhấn vào cái nút RST rồi thả tay ra, trong khi đó vẫn giữ nguyên nút XT, đợi đến khi còi kêu nhanh thì đã xóa ôn thẻ master chủ và thẻ thành viên. Lúc này đợi khoảng 5 giây, còi chip sẽ kêu nhanh, chúng ta quẹt thẻ vào thẻ đầu tiên thì nó là thẻ master. Quẹt xong thì còi kêu tít tít, lúc đó đã học thành công thẻ master chủ. Cách 3. Xóa thẻ thành viên đã học trước đó. Mạch có chức năng nhận thẻ ID trùng nên xóa đơn giản, chỉ cần quẹt thẻ master chủ vào đầu đọc, sau đó tiếng kêu tít nhanh, lúc này đưa lần lượt các thẻ thành viên đã học trước đó vào. Mạch điều khiển nhận ID thẻ trùng lập tức xóa thẻ đó đi. Cứ như vậy chúng ta lần lượt từng thẻ muốn xóa. Sau khi hết thẻ muốn xóa thì quẹt thẻ master chủ lại một lần nữa để kết thúc quá trình xóa thẻ thành viên trước đó đã đọc. Lưu ý với cách số 3. Những thẻ mà không phải là thẻ trùng thì mạch sẽ ghi nhận ID đó và thẻ đó sẽ lại có thể được mở cửa nhé. Vì mạch hiểu đó là ID mới nên sẽ cho phép ghi nhớ ID đó để mở cửa. Muốn nó không mở cửa được thì lại quẹt lại lần 2 để mạch điều khiển nhận biết trùng và xóa đi. Với các mạch mà chưa được ghi học lệnh thẻ ID thì khi quẹt vào trùng tần số sẽ không mở được khóa lúc đó. Còi sẽ kêu bít 5 tiếng, cảnh báo thẻ lạ xâm nhập và tắt. Nếu vẫn tiếp tục quẹt đầu đọc vào thì sẽ lặp đi lặp lại quá trình cảnh báo trên. Mình vừa giới thiệu xong với các bạn bộ khóa cửa RFID mở cửa bằng thẻ từ. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ ấn nút subscribe và bật thông báo để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên mình nhé.